Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây pin của Xiaomi Plug Sắc 4 chờ thời mới cho khách hàng tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của Xiaomi Plug Sắc 4 lỗi hỏng, pin khởi động lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới pin cho Xiaomi Plug Sắc 4. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Chúng tôi sẽ ship pin đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận sửa Xiaomi Plug Sắc 4, địa chỉ thay mới pin cho Xiaomi Plug Sắc 4 hàng đầu hiện nay.